Chào mọi người, mình là Trang. Hiện mình đang là sinh viên năm cuối đại học và mình đang trong giai đoạn khó khăn nhất của quãng đời sinh viên với một đống đồ án và thực tập cuối khóa. Và đề tài của mình là về VoIP nhưng mà mình vẫn chưa hiểu gì về nó cả. Nhưng mà cuộc đời mình đã được cứu vớt bởi cái tên Theo4VN ICT Training Center. Đây là một trung tâm đào tạo viễn thông mà mình đã nghe qua rất nhiều người giới thiệu rồi và mình đã quyết định đến đây. Đến trung tâm, mình được đón tiếp rất là chu đáo và tận tình luôn. Mình lại còn được tư vấn thêm về nhiều khóa học bổ ích, nhiều kiến thức mà một đứa sinh viên năm tư như mình vẫn chưa được học qua trên trường lớp. Mình được xem qua cơ sở vật chất tại trung tâm với các thiết bị thực hành chân thực và đầy đủ. Còn nữa nha, mình khá bất ngờ về chính sách ở đây. Bạn nào ngại đi học một mình thì có thể rủ lấy thêm bạn bè của mình đi nữa nhé. Trung tâm sẽ giảm giá cực mạnh luôn, từ 15 đến 30% học phí. Chính sách giảm 20% cho học viên cũ nữa chứ. Và đặc biệt là học lại hoàn toàn miễn phí luôn. Mỗi buổi học ở đây đều có tea break cực kỳ phong phú luôn. Nó là cà phê này, trà sữa này, bánh kẹo và cả trái cây nữa, được chuẩn bị rất là chu đáo cho những buổi học căng thẳng. Rất nhiều điều dễ thương khác nữa. Nếu biết về Theo4VN sớm hơn thì mình đã ưu tiên thực tập ở đây lâu rồi. Ở đây, trung tâm không chỉ nhận thực tập, hỗ trợ hướng dẫn làm đồ án mà còn đảm bảo đầu ra cho các bạn học viên của mình luôn. Mình cực kỳ thích. Còn bạn thì sao? Hãy đến Theo4VN trải nghiệm xem mình nói có đúng không nhé!